Trời ơi, nó không xin chào cô chú luôn mọi người. Nó không xin chào các bạn luôn mọi người. Hôm nay nó đói quá, nó xử rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì là Quỳnh ăn bún riêu nha mọi người. Lâu rồi không ăn cho nên cũng thèm. Hôm nay anh Linh khóc mọi người. Tại sao khóc nói cô chú các bạn nghe đi, mẹ không nói đâu. Sao tự nói đi, tại sao sao khóc? Nó nói đi, nói đi, tại sao sao khóc, tao nói đi. Mẹ làm gì sao? Mẹ có quýnh sao không? Mẹ có quýnh sao không mà sao khóc? Bà có quýnh sao không mà sao khóc? Không nói luôn, tại vì sao hư nên sao khóc hả? Nó đòi ngồi ở ngoài thì nó ăn mọi người, để nó coi iPad á, rồi không chịu, nó bắt đầu là nó nhảy nảy lên vậy đó. Nó kêu là Quỳnh tự làm video một mình Quỳnh đi, lớn rồi bây giờ nó đâu muốn làm video với Quỳnh nữa đâu mọi người. Hôm nay thì là ngày cuối tuần đó, nó không có đi học nè, cho nên là hả cho nó vô nó ngồi ăn với Quỳnh đó mà nói vậy với mình nha. Thôi bây giờ càng ngày càng lớn thì mình phải chấp nhận từ từ thôi mà hả, không cho mà nó nhảy mọi người. Bây giờ là nó giống như là gọi là có coi gọi là gì ta, trời ơi coi nè, gọi là nó có gọi tự chủ hả ta, gọi là có lập trường nha mọi người. Biết có lập trường đó mọi người, ghê chưa? Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ trộn lên luôn nha. Hôm nay thì Quỳnh lấy cái tô nó hơi bự bự á, để dễ trộn rau mọi người. Cho ớt vô luôn, quên nữa. Ăn cái món này phải cho ớt vô. Nói chung cái món gì mà ăn chung với lại mắm tôm là Quỳnh mê lắm mọi người. Mê cỡ hơn là gì nữa, mê thơm lừng luôn, thơm lừng khắp cả xóm làng. Trộn lên cho nó xèo xèo cái rau xuống nha mọi người. Đói bụng mà bây giờ hả, cái bụng nó kêu cái bụng nó kêu rột rột luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ăn này trước nha, cho nó xèo xèo xuống nha. Hôm nay thì cái này là cua tuyết. Đó. Đây. Chấm vô. Hôm nay mình mua thì cua người ta làm rồi nha, không phải mùa nào cũng có cua tuyết tươi vậy mọi người, cũng giống như bên Việt Nam mình á, mùa có con mùa và con này con kia. Cua tuyết nó ngọt ghê mà. Nếu mà nói ăn cua mà để không có bị ngấy á, là ăn cua tuyết nha. Mình mua cái người ta tắt sẵn cho mình luôn mà, nó đỡ. Ăn cua với mẹ không? Ăn cua không? Không ăn cua. Cắt cái bạch tuộc. Thấm rồi. Bạch tuộc nó giòn ngon. Con bà tôi hôm nay mình mua á, mình nặng ký mấy nha. Con này mình mua tại Nhật là 1,7 triệu xin mấy.
À, nếu mà tại vì im về xuống mọi người cho nên khoảng bao nhiêu ta, triệu ba hả? Mai mốt mẹ nấu mấy bún nè cho tập ăn đi. Cơm cũng thích ăn à, đi vô trường á, cơm cho cơm cũng ăn, ăn đồ ăn, rau cũng ăn, súp bịch hộp chút xíu. Đó là Quỳnh ăn á, nó là mầm gừng nhưng mà ăn nó thì nó cũng giống giống như là hoa chuối vậy, ăn nó tạm tạm mà. Chứ bây giờ không có hoa chuối. Cái món này dễ nấu, ai cũng nấu được ha. Ăn vô chiều mua là nhức nhối tâm hồn. Đúng sao? Không biết nó hiểu mà nó ừ mà. Hôm nay mẹ có trái nảy nè, trái táo. Cái mặt con lưng nè. Chúc ăn thử nha. Sao vậy? Trái táo màu đỏ. Sao thích trái táo màu đỏ? Nó có cái vỏ ngoài hay nó có cái gì đâu? Trái táo ở trong nó cũng màu trắng vậy. Sao thích trái táo màu đỏ? Trái này ở bên Việt Nam gọi là trái cái gì mình thấy, trái mận. Nhưng mà trái mận hả? Bây giờ sao thấy nó màu màu xanh đúng không? Ngày mai nó sẽ chuyển đỏ ha. Nó tên là trái mận. Trái mận. Ở nhà Quỳnh có nguyên cây sumomo hay còn gọi là ăn xong rồi hả? Còn xúc xích quá trời, xong ăn hết đi hả? Ăn hết ba cục gà với mấy cây xúc xích là xong rồi đó mọi người. Quỳnh đang nói tới đâu rồi ta? Quỳnh đang nói là ở nhà Quỳnh có cây sumomo mọi người, hay còn gọi là cái mũ Hà Nội á. Trời ơi, trái nó đeo chi chích mà. Mấy năm trước mình trồng giống chậu á, cái từ năm ngoái mình về đây nè, mình cho nó xuống đất luôn. Bởi vậy năm nay nó bội trái mà, trái quá trời. Có cái móng heo ngầu quá. Hồi nhỏ Quỳnh cũng kén ăn nhìn sai mà, chỉ thích ăn bánh kẹo là chính rồi. Cơm cũng thích ăn nữa. Bây giờ á, thời buổi nó văn minh đó mọi người, bởi vậy nó có những cái sản phẩm cho bé ăn á, cái thích ăn đó mọi người, nó cũng ăn mà ăn được 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 chút 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 mà. Cái giai đoạn là nó không chịu, không chịu mà.
cài quá. Năm ngoái Quỳnh trồng một ít là ớt gì ta, ớt cây dưới thế giới mọi người, cái Quỳnh bỏ ngăn đá. Năm nay Quỳnh lấy ra mỗi lần ăn, Quỳnh lấy ra một chút xíu nha, cho vô. Công nhận quả thật nó không không sai lời đồn. Hôm nay Quỳnh nói 4 ngày nữa mà kiếm được ốc mà ốc bu mà là hơi nhức nhối tâm hồn. Quỳnh thì Quỳnh không biết nha mọi người, này Quỳnh nói đại nha, không biết bún riêu nó xuất phát có nguồn gốc từ đâu, mà theo Quỳnh nghĩ là chắc Hà Nội hay là miền Bắc chắc. Nguyên một con ruồi đâu đây là tại vì mình thấy ăn chung với mắm tôm nè. Nó ngọt dễ sợ mọi người. Cái phần giữa chỗ này nè, nó mềm á, còn phần ngoài á, nó giòn, bởi vì nó đã. Nhức nhói. Dạo gần đây có một tin nha mọi người, hôm nay kể mọi người nghe, để mọi người cảnh giác nha. Quỳnh hy vọng mọi người là khách hàng thông minh. Ở bên Việt Nam á thì thích hàng Nhật, còn hầu như á những bạn mà sống ở Nhật á thì lại thích hàng Việt Nam nhập qua. Với lại một số bạn á thì sống ở Nhật không có giỏi tiếng Nhật các mọi người, cho nên là thích mua cái hàng mà giống như là hàng của Nhật mà sản xuất tại Việt Nam. Thì dạo gần đây á một số bạn Quỳnh không biết là Việt Nam hay là người nước nào mà nhập cái hàng đó từ Việt Nam qua Nhật bán nha. Ở ngoài ghi toàn chữ tiếng Nhật không à. Rồi một số bạn nhầm tưởng là hàng của Nhật á. Cái vô bán trên nước Nhật bán tràn lan hết. Công an vào cuộc thì mới kiểm tra ra cái đó là cái loại thạch gì đó mọi người, là ăn vô là gây hại cho sức khỏe con người á. Bởi vậy mọi người mua hàng cũng thông minh nha, chứ không phải cái nào phải chữ tiếng Nhật là đều tốt nha mọi người. Bây giờ hàng giả hàng nhái đầy nhóc mọi người. Lâu lâu ăn lượng tôm nhức nách mà. Với lại có một số bạn sẽ thắc mắc là sao mà nó bị như vậy mà vô Nhật được mọi người. Thường thường Nhật á, mấy cái hàng giống như người ta xách tay qua ở Nhật nó cũng không có kiểm soát được hết, nhưng mà cũng giống như bên Việt Nam mà người ta bán xách tay, người ta đâu có công ty gì đâu, người ta bán chủ yếu là trên mạng, cho nên khi nhập qua mà ở ngoài nó có nhãn mác mà, là cho người ta cho đi rồi.
trừ khi nào mà, tại vì nếu mà nó mua số lượng mà cũng không nhiều lắm vậy, nó đi từng đợt các bạn ơi. Còn những chỗ nào mà nó nhập qua mà nó là công ty á thì nó bị kiểm là cái chắc nha. Đó là lý do mà tại sao vẫn còn những cái hàng trôi nổi nồi ở Nhật đây nè mọi người. Ở những trên cái những cái trang web mà ta bán hàng giống như ở bên Việt Nam là những cái trang mạng mà ta bán hàng á thì vẫn có hàng là hàng fake nhiều nha, chứ không phải là không có nha, nhiều lắm luôn, là khác hơn ăn mỗi thứ ít thôi nha mọi người, ăn cái tô này không no lắm. Nói đi lấy hủ muối mà đi lấy chúng là ớt ớt gì, ớt bột xay mọi người, bà Quỳnh bà giỏi ghê. Rồi mình đi lấy được hủ muối rồi đây, để mình chấm một ít mận, ở bên đây là gọi là mận nha mọi người, giờ mình chấm được. Nó giòn. Cái mận ở Nhật á có nhiều chỗ nó bán bự bằng trái cam luôn mọi người, nó siêu to khổng lồ luôn. Trời, hôm nay mình mua chúng trái chua quá. Cái này phải để qua tới ngày mai thì nó chín chín nó mới bớt chua mọi người. Ăn bây giờ đó nó thích hợp cho mấy bà mà đang mang bầu mà đang thèm chua, chua quá mọi người. Cắn vô mà khỏi gọi là ê cái đằng. Chua quá ăn nổi. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.